Đây các bạn, bây giờ điều đầu tiên, đây là cái bo mạch của Toshiba. Thằng kế bên này là cái thằng khóa bảo vệ cho em. Cái thằng này nó hay bị bó lỗi lắm nha quý vị. Mình cho quý vị coi nè, cái thằng khóa bảo vệ cho em. Thì khi đó chúng ta tháo, chúng ta 1, 2, 3, 4, 5, nói chung 5 con. Thì chúng ta tháo ra hết như vậy, sau đó là mình tháo cái bo mạch ra ha. Quý vị thấy rõ chưa? Ok được rồi. Rồi mình tháo ra từ từ thôi nha. Thì các bạn có thể dùng súng bắn pin như mình cũng được ha, nhưng mà mình lại có sẵn ở đây thì mình làm từ từ. Đây đây, bỏ cục ra đây, bỏ đi để thôi, nó lại đây. Ngày mai bắt đầu chủ nhật rồi, dự định là mình sẽ không có đi làm, nhưng mà anh khách này ảnh quen thân quá mà ảnh lại không có thời gian nghỉ. Bởi vì bên chỗ bà con của anh mà cứ kêu làm, nó tại vì người ta đi làm cái ngày mà làm tới cả 7-8 giờ tối là người ta buôn bán hay là người ta đi làm công nhân tăng ca luôn rồi. Thì nó hơi kẹt cái chỗ là không có thời gian, cho nên không kể mình gái mình chiều. Mình chiều mấy anh chị để mà mình hỗ trợ cho họ đi giúp họ bảo trì hai cái máy làm ngày mai. Rồi thứ ba này bắt đầu mình sẽ tiến hành làm thêm nữa dưới bình chánh. Nó chạy đi qua đó làm để mà ấy này kia nọ. Rồi nè, vậy nè. Ok, dở lên nè. Các bạn lưu ý nha, cái vị trí nó đặt như thế này nè. Chúng ta đặt đúng cái vị trí nha quý vị. Đây, cái này cái nhà nó nè, cái chỗ này nè. Đó, cái chỗ này của nó là phải để đúng của nó nha, đúng cái con ốc nằm đây nè. Thêm một con nằm đây nữa nè. Đó, thì dây nhà đó chúng ta không cần phải tháo. Cứ để nguyên đó. Rồi, ở đây. Còn ở đây là phải tháo nha, thì những cái dắt trên bo tháo để chút xíu chúng ta tháo tổng một vòng để vệ sinh là trắng nè, mà là màu cái này. Với lại khi mà tháo vậy thì nó cũng đã có cái dắt ngàm nó cố định của nó hết trơn, chúng ta không có sợ bị nhầm lẫn nữa đó. Dở lên không có ngàm trên, tháo cẩn thận để lên đẩy cái này nha quý vị. Thành cái này nó dễ gãy lắm nè, dở luôn cẩn thận á, nó gãy cái con chiếc dắt này ở đây nè. Xin lại sơ thôi bằng nước rửa chén tẩy gì đó, còn có người thì đem đi đánh bóng. Thì đánh bóng như vậy thì nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ long lanh lộng lẫy như cái máy mới vậy đó. Đó, đây mình hướng dẫn các bạn cái video này là hướng dẫn các bạn tháo những cái chi tiết ở trong cái đầu máy giặt này nè. Thì nó không có gì khó khăn đâu, cái này đơn giản lắm, tại vì có một số anh chị giống như mình mới làm lần đầu thì thấy nó nhiều chi tiết mình sợ gắn chặt gắn sai. Thì cái kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ các bạn là nếu mình sợ gắn chặt gắn sai thì mình dùng cái điện thoại mình chụp lại để cho nó lưu lại, để sau này mình có gắn thì mình gắn cho đúng, mình biết ý mình gắn theo thứ tự. Đây đầu thứ hai, đây là cái xà bông kéo ra để gắt lên là xong, là nó dơ rồi. Trời ơi, cái này mà không vệ sinh thì thôi luôn quý vị, mà thấy gớm không, quá nhờ. Rồi tiếp tục, đây là công tắc cửa, công tắc chống tập thùng, đây là dây nguồn với dây phao. Thì mình sẽ tháo đằng này ra, tháo đằng này ra cho nó dễ, cho nó làm cho nó tiện luôn đó. Tháo này ra cho nó dễ, coi này. Cái này thì dễ rồi, mình lấy cái cây cái dẹp nhỏ đó, mở bung cái đầu lên. Đây mở nó có cái ngàm ở đây nè, cái ngàm nhỏ nhỏ nằm sau lưng này nè đó. Mình coi mình mở ra cái ngàm thường thường nằm đây, mở ra đó, bung lên đó. Đó, bung lên rồi, coi xong cái con vừa thôi thì chúng ta sẽ tiếp tục mở. Ở đây nó có dây phao, có
coi công tác cửa mấy ông thần ở đây, mấy ông thần ở đây cắt từ lưa hộp dưa nè, cắt ra hết rồi. Còn mình sẽ đấu lại tới cái đây, không phải bị lỗi công tác cửa đâu ha. Này mình mở ra, mấy bạn này, mấy đại ca này có bộ bắt mình không có đúng hay sao rồi, máy gì có lỗi mình sửa bậy bạ phải là hết. Đối với mình mở ra hết để mà vệ sinh ha, chứ không có chịu bất kỳ cái gì cả. Tại vì chúng ta đi có mạch điện á, mở ra xong rồi ví dụ mà sợ mất ốc á thì mình dặn lại cho cũ chứ gì chứ á. Đây này ra nè, đây này nè nha, thì đây là cái công tắc nó nằm đây, bỏ vô cũ, dặn lại vô cũ. Ok rồi, này vô thôi, nó vậy thôi, không gì đâu. Rồi đây là phao, cái phao nằm đây, và đây là cái phao nước của máy giặt. Đây cái phao nằm đây nè, mà thấy cái phao nằm đây, giờ mình mở cái tay là thấy cái ngàm đây không, một cái ngàm đây, hai cái ngàm đây, mình tách nó ra, bung nó ra, mình lôi đầu lên là xong. Đấy, để chúng ta gỡ, chúng ta coi thứ tự dây như thế nào. Ở đây là cái cục cấp nước của nó nè, này gọi là ra le cấp nước, thì mình cứ mở ra bình thường. Rồi mở dịch ruột ra, thử ra là gì sao. Đấy, xong rồi ngon lành. Rồi coi như hiện tại là cái đầu máy giặt của mình là bắt đầu là nó trống trải rồi, mình sẽ tháo thêm tiếp nữa, chi tiết luôn cho nó thiệt là trống luôn nha, cho nó trống mới đẹp luôn, chứ nó không có để cho nó kiểu lằn xằn kiểu này. Rồi đó, đó đây nó có đây dây điện, dây điện nó bị đai chỗ này nè, đai nó dính cái ngắt ở trong này nè, cắt bỏ ra luôn nha, cắt lên cái gà mình đai là còn khác mới hơn, nó đẹp trai luôn. Đây là sau lưng mình dính này đó, đây nguyên cái bộ dây để gắn vô bo nằm đây nè. Đó, Toshiba nó chỉ gọn gàng thế thôi. Để mình coi các bạn xem đây. Bộ dây Toshiba nó chỉ vậy thôi nè. Đó, chỉ có cái phao rồi cấp nước rồi là công tắc này kia nọ với lại cái rờ le khóa cho em. Đây. Con điều khiển nè, còn đằng kia là cái này là nằm trong bo mạch, còn kia là động lực là cái motor. Rồi. Cái này vô. Cái này bắt đầu tiếp tục nha quý vị. Chúng ta còn nữa, không ta cũng còn nữa. Đây cái thao tác này. Các bạn lưu ý nha. Ở đây nó có hai ngàm, một cái ngàm nằm đây. Cho các bạn xem cái ngàm nè, cái tay đầu ta, cái tay này nè, đây cái ngàm nằm đây, ha, cái ngàm nè nằm đây, và lấy cái vít dẹp mình nại ra, đằng đây nó có cái ngàm đúng không, mình lấy vít dẹp mình nại ra, tại vì nó bấu trong này nè, đó nó bấu trong này mình nại rồi, cái đó là mình ok rồi, đậm đậm rồi, ha, nại ra nè, đây đơn giản thế thôi, đâu có gì đâu khó, không, đó mình nại ra từ từ nghe, chứ nó gãy thì chết à. Xong một em, cái em này
dưới đây nó có cái lò xo, thấy không? Nó có cái lò xo đó, thì chúng ta nhớ cái chiều lò xo đặt như thế này nè, thì mình gắn cái lò xo lại cho y chang vậy luôn nha quý vị. Nói chung là thông tót cũng không sao, nhưng mà thôi cái đồ của người ta đầu tiên thì mình cứ chế tác là như vậy thôi. Nó bảo đó là nó liên quan đến cái này, cái tắt cửa đây, cái thằng này nè, cái dài này nè đó, cái dài nằm ở trên, còn cái ngắn là nằm ở đây, ngắn nằm ở dưới đây, còn cái dài nằm ở trên đây. Các bạn nhớ nha, nó sẽ nằm trên đây là đó, nó đè xuống vậy nè, nó đè xuống này để mà nó đóng hỗ trợ cái cửa lại đó, nó vô cái tắt cửa như thế này đây. À, lưu ý nha, bây giờ chúng ta 6 đã hoàn tất rồi, hoàn tất hết trơn hết trọi rồi ha. Thì đó là một cống rồi, đây cái này tháo ra rồi, thấy không? Đó, một cống ở đây luôn nè, đó, một cống ở đây cho các bạn xem. Thì ở đây một cống đồ nè, đây là cái hộp xà bông nè, cái chỗ bò mạch nằm đây, để mình cho các bạn xem để cho nó dễ ha. Để quay cái này đây, đó, một đống đồ ra để chi tiết cho cái này. Thì cái này chúng ta tiến hành vệ sinh sạch sẽ hết luôn, dùng cái máy đánh cái dao cạo về cạo sạch sẽ chỗ này, là vệ sinh cho nó thiệt đẹp luôn. Thì mình có thể mới có thể là đem đi, một số anh em thợ người ta gọi đó là đi cút máy á. Thì cái thao tác này á, mình có làm video trước á, là để nhờ các bạn giống như là cái cách mình tháo ti, mình vệ sinh, mình tháo từng chi tiết hết để làm gì, để chúng ta dọn máy cút máy. Còn nếu như trường hợp mà chúng ta có cái máy ở nhà mà chúng ta muốn làm cho cái máy nó mới lên, thì cũng thực hiện những cái công đoạn này giống như mình hướng dẫn. Thì hy vọng rằng nhớ cái đi video này sẽ giúp ích cho các bạn một phần nào đó trong cái việc mà mình tự do tự cho mình tự làm ở nhà, nhưng mà có sự hướng dẫn thì nó cũng sẽ đỡ hơn. Chứ không khéo có một số anh chị anh em bên cái vụ mình nghiên cứu máy giặt này, họ thích quá họ làm, mà họ xem video của mình hay của người khác mà không hiểu, nhưng mà có đôi khi gì đó nó làm không có trúng, nó làm không có đúng cái thao tác, thì nó gây nên cái tình trạng là gãy đồ, gãy đạc thì thay lên chuyện nó bị hư. Thì lại lên comment thì cử nữ quá trời, thì cũng tội quá ha. Thì hy vọng là cái việc mà hướng dẫn cái tháo chi tiết cái máy ra để mà làm đẹp làm mới lên, như cái video mình hướng dẫn các bạn đây, đây tất cả độ đây. Thì thật sự ra cái việc này nó đối với những anh em thợ mà lâu năm trong nghề thì nó chẳng là cái gì cả đâu, nhưng mà mình muốn qua cái video này chia sẻ với các bạn một chút xíu gì đó về kiến thức cũng như cái kinh nghiệm hay là cái công việc làm hàng ngày của mình. Hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn một cái điều gì đó về kiến thức của máy giặt. Xin chào, được hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.